Trên website chính thức của Skoda dành cho thị trường Việt Nam, hãng xe xét úp mở về thời gian ra mắt, vào tháng 4 năm nay kèm theo hình ảnh một chiếc Skoda Kodiaq. Hiện tại, website này vẫn đang trong quá trình xây dựng nên chưa có thông tin cụ thể hơn. Đồng thời, fanpage Skoda Việt Nam trên mạng xã hội đăng tải thêm một số thông tin và hình ảnh về nhà máy Skoda được xây dựng tại khu công nghiệp Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh. Ở bên ngoài khu đất xây dựng nhà máy là rất nhiều banner với hình ảnh những mẫu xe sẽ được lắp ráp ở Việt Nam tới đây. Hình ảnh đồng thời hé lộ thêm về diện tích 36 hết ha cùng công suất 120.000 xe một năm. Nhà máy dự kiến được đưa vào vận hành từ năm 2024. Trước đó, ngày 7 tháng 10 năm rồi, Skoda đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Thành Công Mô Tô. Theo dự kiến, 4 mẫu xe sẽ được nhập khẩu từ Châu Âu về Việt Nam trong năm nay là Kodiaq, Karoq, Superb và Octavia. Sau đó, khi nhà máy đi vào hoạt động, Skoda sẽ cho lắp ráp sách và Slavia trong năm 2024. Đến năm 2025, hãng này sẽ bán xe điện với hai cái tên là NERQ IV và NERQ IV Bốn mẫu ô tô nhập khẩu đầu tiên của Skoda về Việt Nam nằm ở các phân khúc đang ăn khách như sedan và SUV cỡ C và cỡ D. Hiện chưa rõ Skoda có giới thiệu cùng lúc cả bốn mẫu trong tháng 4 hay không. Skoda Octavia là mẫu sedan cỡ C cùng phân khúc với Mazda 3, Kia k hay Honda Civic. Đây sẽ là mẫu Skoda có giá thấp nhất được đưa về Việt Nam. Nếu so với các đối thủ thì Octavia có nhiều trang bị hiện đại hơn. Tại Séc, bản cao cấp nhất của Octavia được trang bị đèn LED hoàn toàn, mâm tùy chọn tới 19 in, màn hình điện tử sau vô lăng, màn hình trung tâm 10 in, phanh điện tử, âm thanh 12 loa. Bản máy xăng 1.5 lít có công suất 147 mã lực còn bản 2 lít có công suất 187 mã lực hộp số tự động 7 cấp. Skoda Superb cao hơn một phân khúc, cạnh tranh Toyota Camry, Mazda 6 và Honda Accord. Superb như một bản phóng to của Actavia nhưng có nội thất cổ điển hơn. Xe có hai động cơ xăng tương tự như Actavia và động cơ 1.4 Hybrid. Skoda Karoq là SUV cỡ C, ngang hàng Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Kia Sorter. Xe có thiết kế 5 chỗ ngồi với những trang bị tiện nghi bên trong tương tự Atevia. Ở trên bản cao cấp, mẫu xe này còn có cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng. Động cơ xăng cũng có các tùy chọn 1.5 và 2 lít. Skoda Kodiaq là mẫu SUV lớn nhất, cao hơn Karoq một bậc. Đối thủ của mẫu xe này sẽ là Kia Sorento hay Hyundai Santa Fe. Xe dùng khung gầm giống Volkswagen Tiguan Allstate đang bán ở Việt Nam. Ở bên trong là ba hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Động cơ xe là loại 2 lít kết hợp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Bản máy dầu hiện chưa rõ có được đưa về nước hay không. Skoda là thương hiệu sách nhưng thuộc sở hữu của Volkswagen. Năm 2017, Skoda là thương hiệu con của Volkswagen ách có biên lợi nhuận lớn thứ hai, chỉ xếp sau Volkswagen. Việt Nam là một trong số hơn 100 quốc gia bán xe Skoda trên toàn cầu.